Philadelphia, thủ phủ của tiểu bang Pennsylvania. Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay ngày Chủ nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2012, cùng với chúng tôi có anh Nguyễn Đình Toàn, xin được gửi đến quý vị phần tường thuật về cuộc vận động bầu cử cho tự do phối hợp bởi Ủy ban Vận động Nhân quyền cho Việt Nam cùng với cộng đồng người Việt tại Philadelphia. Chúng tôi hiện giờ có tại nhà hàng Maxim, trung tâm thương mại của thành phố Philadelphia. Xin trân trọng kính chào anh Nguyễn Đình Toàn. Dạ vâng, xin chào anh và xin chào quý khán thính giả. Thưa anh Nguyễn Đình Toàn, theo sự ghi nhận của anh, cho tới giờ phút này thì sự hưởng ứng của đồng bào người Việt tại Philadelphia cho cái công cuộc vận động bầu cử cho tự do như thế nào thưa anh? Vâng, tôi nghĩ là đồng bào chắc chắn sẽ đến đông ngày hôm nay, bởi vì qua những điện thoại cũng như các cuộc tiếp xúc trong các sinh hoạt của các hội đoàn và cộng đồng tụ tại Philadelphia thì chúng tôi được biết rằng đồng bào rất nô nức và chờ đến cái giờ phút được tham dự cái sinh hoạt buổi văn nghệ Vote for Freedom ngày hôm nay. Và như anh đã thấy là rất nhiều đồng hương từ 11 giờ đã đứng xếp hàng để được ghi danh đi bầu. Thưa anh, cuộc tổ chức vận động hôm nay tại Philadelphia là tiếp nối của những cuộc vận động tại các tiểu bang khác. Theo sự nhận định của anh thì cái vị trí tại Philadelphia có tầm mức quan trọng như thế nào trong cuộc bầu cử vào năm 2012 sắp tới? Vâng thưa anh, đây là cái buổi tổ chức do Ủy ban Human Rights Park và FBTN Philadelphia với sự cộng tác của các hội đoàn, cộng đồng và đoàn thể thuộc tiểu bang Pennsylvania. Tại sao chúng tôi nói tiểu bang Pennsylvania là bởi vì tiểu bang Pennsylvania nó là một cái tiểu bang swing state giống như ở dưới Florida. Cách đây 12 năm thì ông tổng thống George Bush đã đánh bại ông tức là phó tổng thống Al Gore chỉ có 543 phiếu. Điều đó nó nói lên cái gì? Là những cái tiểu bang mà swing state chỉ cần một số lượng phiếu nhỏ thì có thể quyết định ai thắng tại tiểu bang đó. Thế thì tiểu bang Pennsylvania cũng thuộc vào loại tiểu bang như vậy. Tại Pennsylvania có khoảng chừng 40.000 đồng bào chúng ta là người Việt Nam đang sống tại đây. Và trong đó có khoảng 10.000 người đã có citizen. Nếu chúng ta vận động được khoảng chừng 50% đồng bào chúng ta ghi danh và đi bầu, thì chúng ta có đủ cái số lượng để quyết định ai, ông Governor Mitt Romney hay là ông Tổng thống Obama sẽ đắc cử ở tại tiểu bang Pennsylvania. Và đó là cái điều rất quan trọng mà chúng tôi muốn nhân cơ hội này gửi đến quý khán giả cũng như đồng bào đang cư ngụ tại tiểu bang Pennsylvania. Chúng ta chỉ còn có ít ngày nữa là chúng ta phải ghi danh đi bầu. Đây là cái vũ khí mà chúng ta đã bỏ quên, chúng ta không sử dụng trong suốt mấy chục năm qua. Vũ khí này sẽ quyết định cái quyền lợi của cộng đồng người Việt chúng ta tại địa phương, tại đất nước Hoa Kỳ, và nó cũng sẽ quyết định cái vận mạng mà cái sự nghiệp mà chúng ta đang đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam chúng ta. Thưa anh, phải nói là sau 37 năm, người Việt đã rời xứ đi tìm tự do, thì cái cuộc vận động bỏ phiếu cho tự do khởi sự từ năm 2012 năm nay là một cái nỗ lực mà có tính cách phối hợp tại nhiều thành phố có đông người Việt cư ngụ. Như vậy, theo anh nghĩ là tiếp nối sau 2012, nỗ lực này vẫn còn tiếp diễn nữa hay không? Và xin anh cho biết được cái viễn ảnh về cái sự tham gia bầu cử của người Việt để đi vào dòng chính của Hoa Kỳ trong tương lai như thế nào? Tôi nghĩ là chúng ta đang bắt đầu. Và bắt đầu với một cái khí thế rất là phấn khởi, rất là nô nức, được sự hưởng ứng của đồng bào khắp nơi. Không phải riêng gì đồng bào cư ngụ tại tiểu bang Pennsylvania và nhiều tiểu bang khác, họ đều gọi số phone về cho chúng tôi suốt ngày suốt đêm. Họ nói là họ muốn được ghi danh đi bầu, nhưng là rất tiếc là chúng tôi chỉ có trách nhiệm và phục vụ ở tiểu bang Pennsylvania, và chúng tôi yêu cầu đồng bào ở những tiểu bang khác xin liên lạc với các cộng đồng tại địa phương ở tiểu bang đó để họ ghi danh đi bầu. Điều đó nói gì? Điều đó qua cái phương tiện truyền thông mà chúng ta truyền tải, nhất là qua đài FBTN, đồng bào thấy được cái tầm quan trọng của các lá phiếu và họ nâu nức để muốn được tham gia đi bầu để góp phần vào cái tạo nên một cái sức mạnh cộng đồng của người Việt chúng ta ở Hoa Kỳ này. Thưa anh, như vậy thì sau 2012,
anh nghĩ cái vị trí của cái nỗ lực năm nay tiếp nối cho những năm của 2014 cho các cái cuộc bầu cử thường nghị sĩ, cũng như là năm 2016 cho cái cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ tổng thống sắp tới như thế nào? Tôi nghĩ cái sinh hoạt mà chúng ta đang vận động trong cái mùa bầu cử năm 2012 nó sẽ là nền tảng, nó là cái tiền đề rất là quan trọng. Nếu đồng bào chúng ta thấy được rằng chúng ta chỉ đóng góp 50% những gì chúng ta đang có vào cái việc cuộc ghi danh và đi bầu lần này, thì chúng ta đã sẽ tạo được một sức mạnh kinh khủng và để cho các giới chính giới của Hoa Kỳ, những người không phải chỉ liên bang mà kể cả tiểu bang, về cả những gọi là đơn vị ở địa phương, họ phải quan tâm đến lá phiếu của cộng đồng người Việt. Và khi họ quan tâm đến lá phiếu của cộng đồng người Việt thì họ phải lắng nghe cái nguyện vọng của chúng ta, và lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh để mà nói chuyện với những người mà họ ra ứng cử, nhất là những đơn vị ở địa phương, bởi vì nó chỉ sai biệt nhau nhiều khi vài chục phiếu đã quyết định ai là người có thể thắng cử tại đơn vị địa phương. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Đình Toàn và xin hẹn gặp lại cùng làm việc với anh trong những chương trình kế tiếp. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Công rất nhiều. Xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình FPT. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt thực hiện bởi Võ Thành Nhân và đặc phái viên Nguyễn Văn Khanh.